Exeter gọi thì Winner đáp. Và ngày trước thì mình có trải nghiệm qua dòng Exeter mới nhất từ nhà Yamaha rồi, thì hôm nay mình sẽ thử làm một bài so sánh nhanh giữa Winner mình đang có ở đây cũng như là dòng Exeter ABS 2024 để anh em có những cái nhìn khách quan nhất về hai dòng xe này. Thì đầu tiên mình sẽ so sánh về mặt ngoại hình. Nói về dòng Ad trước đi. Thì đối với dòng Exeter 55 mới, nhiều anh em cũng có nhận xét là cái phần mặt nạ của Ad mới này có nhiều đường nét thiết kế giống với Exeter 150 cũ. Mặc dù là có nhìn thấy trực tiếp, thấy thực tế ở ngoài rồi, nhưng mà về nhìn lại qua hình ảnh thì mình cũng nhận thấy là không có nhiều chi tiết quá khác biệt so với Ad 55 cũ. Nhưng mà đối với Winner X thì như anh em cũng thấy rồi, từ phiên bản Winner X đời đầu á, bị chê rất là nhiều phần mở đầu phía trước cũng như là phần mặt nạ, nhưng mà sau phiên bản liền kề đã được nâng cấp gần như là toàn diện luôn. Và đến hiện tại là anh em không còn chê Winner X xấu, không còn chê Winner X như là một chiếc AB côn tay nữa. Những đường nét thiết kế được tinh chỉnh lại đẹp hơn và khác biệt hơn khi mà so sánh giữa hai phiên bản. Và tất nhiên khi đem lên bàn cân á, thì Honda luôn được đánh giá là hãng lắng nghe sự góp ý của người dùng. Điển hình như là hai chi tiết xi nhan này. Đây là cái bộ phận mà anh em chê rất rất nhiều trên Winner đời cũ. Và sau khi được tinh chỉnh lại á, thì đây lại là chi tiết được anh em khen nhiều nhất cũng như là đánh giá cao nhất. Vì cái phần xi nhan này được tích hợp vào bên trong dàn áo và tạo nên một cái tổng thể phần đầu đèn phía trước cũng như dàn áo hai bên, nó rất là gọn gàng và đẹp hơn rất nhiều. Và khi nhìn từ bên hông á, thì lại là một điểm cộng nữa cho Winner khi mà dàn áo sau khi tinh chỉnh thiết kế ở phiên bản mới á, lại mang đến một cái nhìn nó gọn gàng hơn, nó đẹp hơn. Mọi thứ gần như là vừa đủ khi mà xi nhan được kết hợp gọn gàng vô, cũng kết hợp với dàn áo cũng thiết kế ôm sát với thân xe hơn. Đó, khi mà mình nhìn từ phía trực diện á, chiếc xe cũng sẽ gọn gàng hơn. Điều này trái ngược lại với lại Exeter. Khi mà phần đầu xe của Exeter thì được canh chỉnh lại, được tinh chỉnh, nó nhỏ hơn, nó sắc hơn, nhưng mà phần dàn áo mình thấy vẫn là nhiều chi tiết bo tròn. Điều này thì tạo cho nó một cái nhìn nó không được thuận mắt lắm. Dễ dàng nhận thấy nhất khi mà anh em nhìn từ góc xéo, phần đầu xe của Exeter nhô ra khá là nhiều và hơi nhọn về phía trước, còn trong khi đó là phần dàn áo lại bo tròn. Còn ngược lại thì với Winner X, gần như anh em nhìn mọi góc độ luôn đều thấy có một cái đẹp và một cái gì đó nó rất là thể thao. Nhìn từ trực diện xuống nè, hay là nhìn từ phía góc ngang qua nè, thì cũng không có thấy những chi tiết quá dư thừa trên xe. Về đua đèn hậu sâu á, thì mình lại có một lời khen cho Exeter khi có một thiết kế mới rất là đẹp và tạo nên được cái cá tính riêng so với nhiều dòng xe hiện nay. Anh em có thể thấy là phần yếm hai bên nó sẽ bầu ra và sau đó sẽ vuốt nhọn lại phía sau tạo phần đèn hậu á, nhìn nó rất là đã mắt. Nhưng mà trái lại phần dè chắn bùn thì lại quá to, tạo nên một cái nhìn nó hơi bất cân đó một chút. Còn đối với Winner X thì sẽ là thiết kế nó bình thường hơn, nó rất là thông dụng và giống với nhiều dòng xe Underbone hiện nay. Đó, phần dàn áo nè sẽ vuốt đều ra hai bên và phần đèn hậu khá là to. Và kết hợp với phần dè chắn bụng dưới thì sẽ mang đến một cái nhìn nó thuận mắt hơn đối với người dùng. Về mặt đồng hồ thì cái chi tiết này mình cũng khá đánh giá, thì theo mình thấy là mỗi anh em sẽ có những cái nhìn khác nhau. Nhưng với mình thì mình sẽ thấy Exeter đẹp hơn. Còn đối với Winner thì sẽ được cái lợi thế là chia rất là chi tiết ra từng vị trí để mình có thể dễ quan sát. Như phía dưới này là anh em có thể nhìn những cái thông số, những cái hiển thị liên quan đến quá trình sử dụng xe. Còn phía trên đây là liên quan đến việc vận hành, như là báo tua máy, rồi báo số, tốc độ, cũng như là những cái trip và giờ anh em có thể nhìn ở đây luôn. Và dưới đó là báo xăng. Và đặc biệt thì màn hình này là một màn hình màu, giúp anh em có thể dễ nhìn thấy hơn khi đi vào ban ngày. Còn đối với Exeter 55 là màn hình rất là to, cho nên những anh em nào yêu thích cái sự hầm hố, sự to đó thì sẽ thấy Exeter đẹp. Và những chi tiết hiển thị trên mặt đồng hồ của Exeter thì đôi khi mình sẽ thấy nó không được rõ lắm, tại vì nó quá nhiều chi tiết mà nhét vào bên trong một cái màn hình to như vậy, không có chia nhỏ ra như Winner X. Nhưng mà mình lại thấy đẹp ở cái chỗ như những cái vòng tua máy hay là việc cái hiển thị tốc độ á, khi mà anh em vặn ga lên nó sẽ chạy theo cái hướng phân tần từ thấp lên cao á, tạo ra một cái nhìn cực kỳ đã mắt. Tiếp theo là phần động cơ. Đây cũng là cái vấn đề gây tranh cãi đến tận bây giờ luôn, mặc dù Winner cũng đã ra lâu rồi, cũng như Exeter 55 đã ra lâu rồi, nhưng mà đến hiện tại là mình thấy anh em vẫn còn tranh cãi rất nhiều giữa sức mạnh hai dòng xe. Thì theo cái nhìn mình thấy, tham khảo nhiều nguồn, nhiều video của anh em nè, cũng như là những cái thông số mà hãng công bố, thì về sức mạnh nha, thì mình thấy Exeter sẽ mạnh hơn. Vì tất nhiên là 155 thì chắc chắn sẽ hơn 150 rồi, cũng như là công suất thì Exeter cũng nhỉnh hơn 17.9 so với là Winner X là 15.4.
khi mà mang hai xe ra chạy trên đường, khi mà anh em test mà đua bơi với nhau thì chắc chắn Exciter sẽ nhỉnh hơn là điều đương nhiên. Nhưng mà quan trọng là khi mà cầm xe chạy trực tiếp trên đường á, thì xe nào mang lại cái sự ổn định và cái tốc độ cũng như sức mạnh cho mình thì cái đó mình thấy mới là điều đáng giá hơn. So sánh một chút giữa hai động cơ DOHC của Winx cũng như là SOHC của Exciter 75 á, thì như anh em cũng đã biết rồi, đối với động cơ DOHC là sẽ có 20 cam tác động lên van nạp xả và sẽ hoạt động liên tục và thay phiên nhau. Đối với động cơ SOHC của Exciter thì sẽ mang đến một cái ga đầu bốc mạnh nhưng mà ga hậu sẽ bị yếu, thì Yamaha đã trang bị thêm công nghệ VVA, thì mình thấy điều này cũng rất là cần thiết. Anh em thử so sánh xem một cái khối động cơ hoạt động ổn định từ ga đầu đến nơi cuối, đảm bảo công suất ở gần như là mọi vòng tua máy, so sánh với một cái khối động cơ mà đến khoảng 7.000-7.500 thì VVA mới bật, thì lúc này công suất mới được cải thiện. Thì khối động cơ nào sẽ mang đến cái sự ổn định cũng như sức mạnh hơn, cái này thì mình để cho anh em đánh giá ha. Tóm lại thì mình thấy tùy thuộc vào từng và động cơ sẽ phù hợp vào cách chạy, cách sử dụng xe của anh em thôi, cho nên mình sẽ không đánh giá về cái sức mạnh. Còn về độ bền thì tất nhiên rồi, độ bền là của người thôi. Về SOHC hay DOHC cũng vậy, nếu mà anh em biết cách sử dụng, biết cách chạy thì chắc chắn là chiếc xe nào cũng sẽ bền. Còn đối với những anh em phá thì động cơ có cấu tạo có xịn cái nào thì phá thì cũng sẽ hư thôi. Tổng lại theo như mình thấy về khối động cơ SOHC và DOHC của hai dòng xe thì sẽ tùy thuộc vào cách chạy, cách sử dụng xe của anh em nào. Thích bốc, thích giật, thích mạnh thì tất nhiên SOHC vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Còn đối với anh em nào muốn có sự ổn định và hay đi đường dài, đi tour thì mình nghĩ là Winx với động cơ DOHC sẽ ok hơn. Tiếp theo là một chi tiết cũng liên quan đến sự ổn định, đó là về dàn chân, dàn phuộc và phanh của xe. Thì đến thời điểm bây giờ Exciter 75 đã có ABS rồi, cho nên có thể so sánh công bằng được. Tuy nhiên là mình chưa có dịp chạy Exciter mới nhiều ở ngoài đường, nhưng mà về cơ bản thiết kế cũng như là sức mạnh động cơ của Exciter mới và cũ nó cũng không có quá khác biệt, cho nên mình sẽ đánh giá theo một cách khách quan nhất. Còn nói về phanh ABS thì những cảm giác mình có trên Exciter 75 thì mình đã từng có từ 4 năm trước rồi trên Winx. Thì so sánh nhanh mình cũng có test thực tế từ 50-40 km/h về không, thì chiếc Exciter 75 vẫn giữ cái sự ổn định. Như nãy mình có chia sẻ là phuộc trước không có tiếng kêu cụp cụp quá nhiều, tất nhiên là vẫn có, do cái việc mà phanh rồi phuộc nhúng xuống rồi nó phản hồi về chén cổ thì chắc chắn là vẫn có tiếng cụp 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 rồi, nhưng mà nó sẽ không có nhiều như là Exciter 150 hay 75 đời trước. Cho nên về riêng phần phanh ABS thì mình thấy theo mức độ cơ bản thôi thì cái hai dòng xe đều đang hoạt động ổn trong phân khúc. Nói chung về cơ bản mình sẽ không đánh giá cao và phanh ABS trên những dòng xe phổ thông, nhưng mà vẫn nên có, tại vì mấy ông mà dùng những dòng xe này bào ghê lắm, toàn chạy 100 mấy không à, cho nên trang bị vào là cái điều cần thiết. Tóm lại về cái phanh ABS ngoài cái việc ngon ra thì mình thấy nên kết hợp với dàn phuộc. Một cái phanh ngon phải cần dàn phuộc chắc chắn, đặc biệt là phuộc trước như thế này, để khi mà mình phanh gấp lại chắc chắn là cái xe của mình sẽ có hiện tượng đảo và bị trượt bánh, thì dàn phuộc chắc chắn sẽ đảm bảo cho cái việc chiếc xe vẫn giữ thẳng và sẽ hỗ trợ cho cái việc phanh mình được tốt hơn rất là nhiều. Thì cơ bản như về hai dòng xe này mình đang đánh giá ở mức ổn. Về cảm giác lái cũng như tư thế lái là một điểm cộng siêu to, siêu khổng lồ cho Exciter luôn, tại vì trải qua rất là nhiều dòng hẹt mình vẫn thấy cái cảm giác cầm lái một chiếc kẹt nó thể thao, nó sướng hơn rất nhiều. Cái phần tư thế của mình nó hơi chồm về phía trước nè, tạo một cảm giác nó ôm sát thân xe, cũng như phía phần chân của mình cũng vậy đó, nó rất là dễ thuận tiện cho cái việc mình chạy phố cũng như là cái việc ôm cua. Còn đối với Winner hay Winx thì mình sẽ hơi chê một chút, vì phiên bản Winner đời đầu mang lại cảm giác nó không có sướng, nó chạy xe cung tay mà như chạy một chiếc xe số bình thường ấy. Nhưng mà với đời Winx mới nhất bây giờ thì đã khắc phục được điều đó rất là nhiều. Khi mà mình ngồi lên sẽ có cảm giác chạy thể thao hơn, ôm sát chiếc xe hơn, nhưng mà để so sánh với Ed thì chắc chắn sẽ không bằng. Còn về giá bán thì thôi, so sánh làm gì nữa. Ông Winner ông làm giá rất là tốt rồi, có thể nói là mức giá của Winx là mức giá linh động, tại vì tùy theo chương trình khuyến mại và tùy theo khu vực, giá của Winner X rất là rẻ luôn, thậm chí có thể xuống tới mức 3x. Còn đối với Exciter 75 thì tại sự kiện vừa rồi hãng công bố là sẽ có mức giá từ 48 triệu cho đến 55 triệu. Thì đối với 48 triệu là phiên bản thấp nhất, là sẽ không có khóa Smart Key cũng như là ABS. Còn đối với phiên bản 55 triệu bản cao cấp nhất thì sẽ có khóa Smart Key nè, phanh 2 bits kèm với ABS cùng với bộ tem đặc biệt, cũng có thể gọi là phiên bản giới hạn luôn. Rồi đó là những cái so sánh của mình về hai dòng Winx và Exciter. Tuy là chưa chạy nhiều về Exciter 75 mới nhưng mà rõ ràng rồi, mình đã chạy rất là nhiều hai dòng xe này, cả Winx và cái Exciter rồi, cho nên đó là những cái cảm nhận cá nhân của mình. Anh em thấy như thế nào về hai dòng xe này thì bình luận phía dưới cho mình biết với nha. Cảm ơn anh đã xem, bye bye.